Sau những tiết học, giờ ra chơi là lúc mẹ nghỉ. Con sẽ ngã, thiếu năng lượng, hoặc khó hòa đồng cùng bạn bè. Nhưng chắc chắn con có đủ sức, vì con có Milo chip năng lượng để đứng lên, năng động hết mình, tiếp tục cố gắng cùng bạn chiến thắng và sẵn sàng cho những giờ học tới. Milo, nguồn năng lượng bền bỉ từ sữa, lúa mạch, vitamin và khoáng chất. Milo, tiếp sức giờ đã chơi cho cả ngày năng động. Nestle, good food, good life.